đi rượu sớm vậy anh Bảy? Chào cậu. Chính Tám. Ủa con mới ra đồng về đó hả? Chà, cá ở đâu mà bày sách ngon quá vậy? Đêm qua mưa có một trận à, mà cá ở đâu nhiều quá trời luôn. Con tác sơ sơ cũng được hai con. Thím Tám, thím lấy một con vô ăn lấy Thảo cho vui. Trời ơi, thôi bay đem về nấu cháo cho má bay đi. Tao còn mạnh khù à, đâu có đau ốm gì đâu mà nhận đồ ăn của bay miết. Với hồi sáng này á, thím có đi chợ về rồi, nhà còn nhiều đồ ăn lắm. Thôi thím cũng giúp má con hoài à. Nè mà má con hôm nay có đỡ chút nào chưa? Hôm trước tao qua tao thấy bà ho quá trời đó. Ăn được bao nhiêu á là nôn hết bấy nhiêu hả? Sáng nay á cũng đỡ ho, cũng ăn được chút chút, nhưng mà vẫn còn đau nhức, thấy khó hiểu lắm thím Tám. Với lại vài ngày nữa, nếu như mà má con không bớt, chắc con đi qua bên làng bên để con hốt thuốc khác về cho má con. Tội nghiệp. Từ ngày cha con á với chú Tám rủ nhau xuống suối vàng, thím với má con đi đâu cũng có nhau, thân thiết còn hơn chị em ruột. Vậy mà bây giờ bà cứ đau bệnh riết, làm thím cũng buồn hết sức. Nhưng cũng may, trong cái họa còn có cái phúc. Có đứa con hiếu thảo như vậy, chăm sóc mẹ ngày đêm, coi như an ủi phần nào để cho bà đỡ buồn. Con có hiếu thảo gì đâu thím. Từ ngày cho con mất, bao nhiêu năm qua má con một mình cực khổ gồng gánh nuôi con khôn lớn. Còn con thì chưa có lo được gì cho má con hưởng phước ngày nào, thì nay má con đã lâm bệnh. Vậy mà con cứ ra ngoài đi làm suốt, bỏ má con thui thủi của mình nên. Nhưng mà cũng may á là có thím Tám chạy qua chạy lại coi ngó, chứ nếu không con không biết phải làm sao nữa. Trời ơi, thằng Tân con của thím suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, hết đá gà tới cờ bạc rượu chè. Hai đứa cùng tuổi mà khác nhau một trời một vực vậy đó. Phải chi nó mà siêng năng hiểu chuyện như con thì thím đâu có rầu như vậy. Chắc tại vì thím không có được đường con cái. Mà thôi, chuyện này nói hoài chắc là con nghe phát chán rồi. Thôi, con mau về lo cho má con đi, để bà trông. Dạ, vậy thôi con đi nha thím Tám. Dữ không? Bà về rồi đó hả? Trời, mày đi đâu mà mất việc mấy bữa nay vậy hả Tân? Bây giờ đi đâu có nói má, má cũng đâu có biết. Cơm chín chưa, đói bụng quá. Giờ tao vô nấu nè. Mà sáng nay á. Trời đất, giờ này mới nấu rồi khi nào mới có cơm ăn? Má biết tôi có cái tật háo đói rồi, hễ đói bụng cái là tay chân nó run rẩy à. Nói bao nhiêu lần rồi mà cũng không nhớ nữa. À, chắc là hôm nay má qua nhà bà Sáu làm mọi nữa đúng không? Cái thằng này, mày ăn nói cho cẩn thận nha, kẻo trời đánh mày nghe không Tân? Trời đánh gì? Tao chưa nói hết câu là nhảy vô trong họng tao rồi hả? Hồi sáng tao ra chợ, cái trật chân té làm cho cái mắt cá nó bị sưng dù đây nè. Nằm cả buổi sáng nó mới bớt đau, mới ngồi dậy dọn dẹp được chút xíu đây nè. Rồi sao nấu cơm được? Thôi ngồi chờ chút đi, má nấu nhanh lắm. Trời, má làm quá à. Ai biểu đi không có trước có sao làm chi? Mà thấy có bị gì đâu, bình thường mà. Cái thằng này đúng là vô phước mà. Con người ta có hiếu thấy mà ham à. Còn con mình á, ăn nói mất nết. Nếu là thằng Hiếu á ha,
là nó đã hỏi han má là Thiếm có sao không, rồi nó chăm sóc thuốc thang cho má nữa. Đằng này á, mày chỉ biết rong chơi cho đã rồi rồi về đợi ăn đợi uống. Mày hỏi thăm tao một câu, mày chết hả? Kiếp trước tao ăn ở thất đức dữ lắm nè, rồi kiếp này tao mới gặp mày để trả nghiệp đó. Nữa, lúc nào cũng thằng Hiếu. Má cần nhận vậy ai ở cho nổi. Tao má khỏi nấu đi. Sao? Không có ăn đâu. Gà cứng. Rồi đi đâu nữa đó? Tân. Thiệt là khổ mà, con với cái. Má, má chưa có khỏe, xong ở trong nhà đi. Má ra đây làm cái gì? Má cũng đỡ rồi con à. Nằm hoài một chỗ cũng tù túng quá à. Ra đây một chút cho thông thoáng. Mà cá này ở đâu ra vậy? À, con tác ở dưới ruộng đó má. Con cá này á, nấu cháo ăn sao mát lắm đó má. Chắc má cũng đói bụng rồi. Thôi bây giờ má vô trong nhà ngồi chờ con chút. Con nấu tô cháo xong ngay thôi à. Vô má. Cậu ơi cậu. Cậu ơi. À, má để con ra coi ai nha. Ừ. À, có chuyện gì không ông? Cậu ơi, tôi từ xa tới đây, tôi khát nước quá. Cậu có thể cho tôi xin miếng nước được không hả? À, dạ được. Ông chờ con chút. À. Dạ, ông muốn đi. Cảm ơn cậu. Ông ơi, ông có sao chuyện không? Chuyện gì vậy con? Dạ, ông bị xỉu rồi má. Mau vô nhà đi con. Dạ. Cẩn thận đó. Ông ngồi xuống đây đi. Chắc là ông đói quá nên kiệt sức đó con. Để mẹ vô lấy cái chén sớt cháo cho ông ăn. Má, để đó con làm cho. Đưa đây, mẹ sớt cho. Được ông rồi, ăn. Nè, nhiều má cứ để con làm cho hết. Má cứ ăn hết chén đó đi. Ăn no để còn uống thuốc nữa. Để con sớt cho ông. Ông ơi, con mời ông. Nãy giờ má con chưa có đụng đũa vô đâu. À, nhà con chỉ có vậy thôi. Ông ăn miếng đi cho lại sức không? Nhưng tôi ăn rồi, còn cậu thì sao? Không có sao hết á. À, con khỏe mạnh vậy, ăn ít chút cũng đâu có sao. Với lại con còn mà. Ông yên tâm đi. Đây nè ông, bao nhiêu đây đủ rồi, con ăn ít lắm. Với lại á, hồi nãy con có ăn hai củ khoai rồi, dằn bụng cho nên giờ cũng no. Ừ, thôi ông cứ ăn đi ông. Như vậy thì tôi không khách sáo nghe. Dạ. Cảm ơn bà và cháu. Con mời ông dùng nước. Tôi cảm ơn bà và cậu nhiều lắm. Bây giờ trời sắp tối rồi, chắc là tôi phải đi thôi. À, ông ơi, hay là tối nay ông ngủ ở lại đây cho lại sức rồi sáng mai hẳn đi. Với lại con thấy ông cũng chưa khỏe hẳn đâu. À, thôi, tôi phiền bà và cậu nhiều quá rồi. Cậu đã vất vả chăm má cậu bệnh, bây giờ phải lo cho tôi nữa. Tôi không muốn làm phiền cậu thêm. Trời ơi, có phiền cái gì đâu ông ơi. Bây giờ ông cứ ngủ lại đi. Nhà con á, tuy là nhỏ nhưng mà vẫn còn trống mà. Để có gì á, con dọn sạch sẽ lại cho ông ngủ. Chứ bây giờ con mà để ông đi như vậy á, đường xá thì xa xôi, trời sập tối một cái là đen như mực.
ông không có thấy đường đi, rồi lỡ có chuyện gì á con sẽ ái nái không yên. Với lại má con nè, con không có cho ông đi đâu, đúng không má? Ừ, đúng rồi con. Ông cứ ở lại đi, chứ ở đây á mà trời tối á nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi làm phiền bà và cậu nhiều quá. Con tôi nói cũng đúng đó. Ông cứ ngủ ở đây một đêm đi, ông đừng có ngại. Uống nước đi ông. Ông dậy rồi hả? Bây giờ con phải ra đồng rồi. Con có nấu miếng xôi, con làm cho một phần nè. Ông cầm đi, đem theo đi ngoài đường, có gì ăn lót dạ. Cảm ơn cậu. Dạ, thôi con đi. Cậu đúng là tốt bụng tử tế lắm. Ta đúng là không nhìn lầm người. Để trả ơn cậu, ta sẽ tiết lộ cho cậu biết một bí mật. Bí mật gì ông? Cậu rất tốt bụng, hiếu thảo, nhưng mà vận số của cậu không được may mắn. Ta nhìn thấy ấn đường của cậu rất tối, cho biết cậu sắp gặp đại nạn. Đại nạn? Đại nạn là sao không? Ngày mai cậu sẽ bị sét đánh chết. Dạ, ông nói vậy là sao? Thật ra ông là ai? Làm sao mà con tin lời ông được chứ? Ông nói thiệt hả? Cậu tin hay không thì tùy, nhưng ta chưa nhìn sai bao giờ. Huống hồ cậu là người có ơn với ta. Ta báo trước để cậu có thời gian chuẩn bị. Ông à, ông đang nói giỡn với con đúng không? Cậu nghĩ chuyện này có thể nói giỡn được hả? Ta nhắc lại, vào giờ ngọ ngày mai cậu sẽ chết, tức là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi. Nếu như cậu còn lừng chừng thì thời gian chuẩn bị của cậu càng ít. Chết? Chết thiệt sao? Không, con không thể nào chết sớm như vậy được ông. Không phải là con sợ chết, nhưng mà con còn phải lo cho má của con nữa. Nếu như bây giờ con mà chết, rồi ai chăm sóc thuốc thang cho má con? Không, không thể nào. Ông ơi, con không thể nào chết được. Ông ơi, bây giờ có cách nào thay đổi được không ông? Ông giúp giùm con đi ông. Ông ơi, ông giúp giùm con đi ông. Ta xin lỗi, ta chỉ là người nhìn thấy trước vận số của ngươi, chứ không thể thay đổi được số trời. Tại sao phải chết ngay lúc này chứ? Không thể nào bỏ mẹ lại một mình được. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Chắc là ông lão nói sai rồi. Mình khỏe như vậy thì làm sao mà chết được? Với lại mùa này thỉnh thoảng mới có một cơn mưa rào, làm gì có mưa giông mà bị sét đánh. Thiệt là vô lý, không thể nào. Nhưng mà rủi ông ta nói đúng thì sao? Nhìn ông ấy đâu giống người đi lừa gạt người khác. Trời đất ơi, nếu như thiệt tình mình chỉ còn sống một ngày thôi thì sao? Lấy ai mà lo cho má đây? Má mình không thể sống một mình được. Tình nổng thì mình lo lắng quá, ở đây lâu chừng nào á
thì thời gian của mình ít đi chừng đó. Đúng rồi, cho dù mình chỉ còn một ngày, mình vẫn phải làm được nhiều việc cho má. Hiếu à. Ờ, dạ. Vô má nói chuyện một chút coi con. Dạ má. Có chuyện gì vậy má? Có chuyện gì hả con? Chuyện gì đâu má? Con lạ lắm, hết sữa nhà, xách nước, rồi còn chẻ củi cả đống đó. Trong khi củi cũ của mình còn đó, đâu có dùng hết đâu.